chào tất cả bạn, tôi Lương Chuyên Lê đây. Chúc mừng tất cả bạn đến với buổi học số 2 của khóa học SAP 2000 miễn phí do tôi dạy. Thì nếu mà các bạn nào chưa đăng ký vào cái chương trình để nhận được các cái bài học này thì các bạn có thể vào cái website là sap2000box.com và đăng ký vào cái đường link ở bên dưới này. Đây, đăng ký vào cái điện thoại này thì tôi sẽ gửi bài học hàng ngày qua email cho các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái bước là dựng hình. Chúng ta sẽ làm một cái bước dựng hình. Thì hôm trước tôi hướng dẫn anh em 4 cái bước đầu tiên rồi. Hôm nay chúng ta xem bước 5 là bước dựng hình. Để dựng hình ấy thì các bạn phải dựng được cái mặt bằng kết cấu. Đây, giả sử tôi có mặt bằng kết cấu sàn từ tầng 2 đến tầng 5 đây. Được chưa? Thì các bạn phải triển khai từ cái lựa chọn tiết diện sơ bộ dầm cột sàn, đúng không? Thì chúng ta dựng lên một cái mặt bằng kết cấu của các cái tầng như này. Ok. Thì bạn có thể nháp cái mặt bằng kết cấu này ra AutoCAD hoặc là ra đâu đấy để chúng ta dựng ở trong cái phần mềm SAP này cho thuận tiện. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ dựng cái đầu tiên là tôi sẽ dựng cái cột trước, đúng không? Dựng cột các cái tầng. Thì cái phần mềm này nó không như cái phần mềm ETAP mà có một cái công cụ là chúng ta chuyển quét qua này phát tất cả các cái cột dựng sẽ được dựng ở trên mặt bằng. Được không? Thì ở đây nó chỉ có cái công cụ là vẽ cột hoặc là dầm dựa vào hai điểm thôi. Thì bây giờ tôi làm thế nào để tôi dựng nhanh cái trường hợp này. Thì bây giờ tôi đang ở mặt bằng XY, cái cốt tọa độ là 4050 này. Thì bạn nhìn thấy chúng ta kích cho sang cái tọa độ XY plane này. Thì bạn nhìn thấy cái bên tay phải 3D view ấy, bao giờ nó có cái lưới, có cái ô vuông màu xanh xanh ấy, thì chúng ta đang ở cái mặt bằng tầng đấy. Chúng ta muốn lên các tầng khác thì chúng ta kích lên. Đấy, kích cái mũi tên trên này. Đấy, thì nó đi lên các cái tầng để chúng ta làm việc dựng các cái đối tượng ở trên các cái tầng đó. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ dựng cái cột này bằng ở trên mặt đúng, được chưa? Thì chúng ta kích vào cái mặt phẳng gì ạ? XZ được. Ok. Đó, là XZ thì nó đang ở cái mặt phẳng này, cái ô vuông màu xanh xanh ở bên 3D ấy. Đấy, chúng ta vừa quan sát 2D và quan sát 3D thì rất là thuận tiện. Tiếp theo chúng ta kích vào cái biểu tượng đây, Quick Draw Frame, tức là vẽ nhanh dầm một cột. Ở đây chúng ta chọn là cái đối tượng này là dầm cái cột là cột thẳng, Straight Frame là cột thẳng, được chưa? Section là chúng ta chọn cái tiết diện cột là 220x220. Đấy, chúng ta khai báo bao nhiêu cái thì nó sẽ có tiết diện ở đây hết để chúng ta chọn. Được chưa? Đấy. Chúng ta liên kết là liên kết gì ạ? Đây nó có hai liên kết, pin là liên kết khớp và continuous là liên kết ngàm, à liên kết cứng ấy. Ok ạ. Còn đây offset là cái khoảng dịch chuyển, thì các bạn muốn dịch chuyển cái thanh mà chúng ta chuẩn bị vẽ ra bao nhiêu không thì chúng ta gõ số ở đây, còn không thì chúng ta để nguyên. Tiếp theo này, bạn sẽ quét này. Bây giờ tôi dựng cái cột này nó từ hết từ tầng 1 đến tầng 5 có quét này. Ok, được chưa? Và nó sẽ có các cái cột ở từ trục 1 ở từ trục B đến trục E này, nó quét. Đấy, được chưa? Đấy, tôi tắt đi. Còn EC để thắt lại, được chưa? Thì bạn sang 3D để quan sát bên này đây thì các bạn nhìn đây, đấy. Thì nó thể hiện như thế này. Hoặc chúng ta có thể quan sát dưới dạng 3D như sau. Thì bạn kích vào cái khung nhìn 3D này, bạn kích vào cái biểu tượng cái dấu V này này. Đấy. Chúng ta kích ở đây có chế độ view tile kiểu đây. Chúng ta kích vào kiểu extrusion này. Ok, được chưa? Đấy thì bạn nhìn thấy nó nổi hẳn cái dạng tiết diện thanh lên chưa? Đấy, hoặc chúng ta kích vào đây, chúng ta kích vào cái chế độ bỏ chế độ extrusion đi được. Chúng ta để standard đi để dạng thanh thôi. Chúng ta muốn quan sát theo màu ấy thì nhiều người không biết là cái chế độ quan sát theo màu như thế nào. Chúng ta để chế độ section này cũng được này. Đấy, view by color by section, tại vì chúng ta cái màu này chúng ta chọn ở trong cái tiết diện này mà. Được chưa? Đấy thì nó có rất là nhiều cái cách để chúng ta làm. Tiếp theo, bây giờ giả sử cái mặt đứng ở cái trục 2 này nó tương tự như thế này thì chúng ta làm nào? Chúng ta muốn copy toàn bộ cái cột này sang đến cái trục 2 chúng ta làm nào? Thì bạn quét tất bộ toàn bộ cái trục ở cái trục 1 nhá, về mặt đứng này. Đúng không ạ? Sau bạn kích vào biểu tượng edit cho tôi, được chưa? Kích vào nút edit này, ta kích vào phần duplicate này, được chưa? Thì bây giờ các bạn thấy là khoảng cách từ trục 1 đến trục 2 là bao nhiêu? Thì bạn mở file PDF lên xem này. Đây. 4780 đúng không ạ? Từ team trục này đến team trục kia. Đấy, chúng ta kích cái phần mềm lên. Chúng ta ghi đây. Tại vì bây giờ trục đi theo cái phương từ 1 đến 2 là trục Y. Bạn thấy tưởng tượng là trục mặt bằng là X là đi theo chiều ngang, Y là thẳng đứng đúng không ạ? Mà lại đi lên trên thì tức là nó là chiều dương, đúng không ạ? Tôi ra điền 4780 ở đây. Thế nếu mà ở đây mà các bạn copy ấy, mà bạn muốn xóa đối tượng cần vừa chọn xong ấy, thì kích vào delete origin object, tức là nó sẽ xóa cái đối tượng mà chúng ta đang chọn này này. Nó chỉ giữ lại cái đối tượng mà đã copy ra thôi, được chưa? Ở đây tôi muốn giữ nguyên cả hai thì tôi ấn ok thôi. Đấy, được chưa? Thì bạn quay sang ấn SC, bạn quay sang 3D, bạn quan sát này, được chưa? Đấy thì chúng ta đã dựng xong cái cột. Bây giờ chúng ta lại ấn vào XY. Chúng ta quay về mặt bằng, được chưa? Đấy, bây giờ bạn xem nó đang mặt bằng từ mấy. Thì để cái này nó đang trùng cái màu này thì các bạn có thể đổi cái màu cột đi cũng được. Chúng ta kích vào phần define, chúng ta kích vào select frame section cột đây, chúng ta ấn modify ạ. Đấy, chúng ta đổi cái màu cho nó dễ hơn, nhìn hơn một tí. Đấy, màu đậm này, ok. Ok ạ. Ok.
thì ở đây nó chưa có gì thay đổi, thì các bạn phải làm một cái động tác nữa là cho nó refresh lại, được chưa? Refresh lại Windows đấy, nó cái biểu tượng gần như cái bút chì này đấy, thì nó sẽ cập nhật cái thay đổi của chúng ta. Ok, bây giờ bạn kéo xuống dưới cho tôi ạ, bạn đi xuống dưới cho tôi. Chúng ta sẽ dựng cái mặt bằng kết cấu, dựng các cái chi tiết dầm ở cái mặt bằng tầng 2. Đấy, chúng ta lên cái code là 4050 này. Ok ạ. Và một cái điều nữa các bạn sẽ thấy ở đây là vừa rồi tôi quét tất cả như vậy thì nó sẽ tự động nó sẽ tạo ra những cái dầm ở đây này. Đấy, những cái dầm ở đây là sai bản chất, được chưa? Những cái dầm ở đây sai bản chất tại vì nó đang là đây, bạn kích vào đây xem nhá. Đấy, chuột phải này. Đây, nó sẽ bạn quay ngang sang. Cho nó kích vào đây này, kích vào cái dầm này này, chuột phải này. Đấy, thì các bạn thấy nó đang là cái tiết diện là cột 220 x 220, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đã đánh nghĩa là những cái tất cả cái dầm dọc này nó phải là dầm D220 x 220, đúng không? Đây là chúng ta đang gán sai, đúng không? Tại vì vừa rồi chúng ta quét toàn bộ, chúng ta chọn tiết diện nhanh mà, thì những cái đối tượng mà thanh ngang này thì nó cũng được chọn, đúng không ạ? Bây giờ xử lý rất là nhanh thôi, để chúng ta quay về cái mặt đứng XZ cho được ạ. Đấy, được chưa? Bây giờ bạn quét này, quét toàn bộ chọn cái thanh ngang này, được chưa? Sau đó chúng ta lại quét tiếp cái thanh ngang ở đây này. Đừng quét thanh dọc nhé, chỉ quét thanh ngang. Ok, ok ạ, được chưa? Quét xong ấy thì các bạn kích vào cái biểu tượng assign rồi, được chưa? Chúng ta frame section để cho nó thay, chúng ta dầm 220 x 300. Ok, được chưa? Đấy, thì tự động thay lên này, nó hiện luôn các cái tiết diện này, được chưa? Đấy, các bạn thấy đúng chưa? Và bên dưới này chúng ta không có dầm thì chúng ta quét được đâu, xóa đi thôi. Ok, đấy, được chưa? Chúng ta sang cái mặt bên này, tương tự, cho nó quét, chỉ quét thanh ngang thôi ạ. Đấy, ok, chúng ta lại assign, đúng không? Assign là gắn vào frame section. Ok, đấy, ta lại xóa cái đoạn bên dưới đi. Ok, như vậy bây giờ sẽ có cái hỏi là thế anh ơi, bây giờ em thấy kiểm tra những cái này là đúng rồi, bây giờ em muốn tắt những cái tiết diện dầm nó hiển thị trên này thì nhìn nó vướng quá, thế nào làm nào? Thì đây là do cái chế độ hiển thị mặc định của cái phần mềm này thôi, tức là khi mà chúng ta gắn một cái đối tượng mới thì tự động nó xuất hiện các cái tiết diện dầm này cho chúng ta kiểm tra luôn. Thì các bạn đơn giản bạn chỉ cần kích vào cái biểu tượng show undefined shape này, này đấy, thì tự động nó sẽ biến mất hết, được chưa? Còn nếu mà bây giờ trong trường hợp mà chúng nó biến mất hết này và chúng ta muốn hiện lên này thì ta kiểm tra thì làm nào? Kích vào cái dấu V này, kích vào phần section ở phần frame này, ok, được chưa? Thì tiết diện lại hiện lên đấy, chúng ta kiểm tra luôn bên này luôn, được chưa? Đấy, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ quay về dựng nốt các cái dầm của mặt bằng kết cấu tầng 2. Thì chúng ta bây giờ chúng ta bỏ cái này đi cho đỡ vướng này, kích vào đây, bỏ section đi. Ok, bây giờ chúng ta quay về kết cấu tầng 2, chúng ta ấn X đi. Đấy, chúng ta đến cái tọa độ là Z bằng 4050 này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dựng nốt các cái dầm chính còn lại. Các bạn có thể hiện lên các cái tiết diện này cho nó xem nó là section. Ok, được chưa? Tiếp theo chúng ta kích vào đây, dùng cái công cụ vẽ nha dầm nhanh này, chúng ta chọn cái biểu tượng là dầm. Đấy, sau đó chúng ta quét hết này. Ok, hoặc là cái này là chỉ thôi, không quét được. Còn nếu mà quét thì chúng ta phải quét qua hai đầu của thanh, được chưa? Còn nếu mà cái quét cái kiểu ngang qua thanh thì nó không được. Ok, vậy là xong. Đấy, thì tự động nó hiện lên đây. Nhưng mà cái mặt bằng kết cấu của chúng ta lại còn có những cái dầm phụ nữa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như thế nào tiếp. À, rồi bây giờ cái dầm phụ này có tiết diện là 150 x 300, đúng không? Đấy, và nó đi ra 1,5 m từ tim đến tim, thì chúng ta khai báo một cái dầm. Chúng ta ấn Define, chúng ta đây, chúng ta Frame Section, đúng không? Chúng ta thêm báo, chúng ta chọn cái dầm 220 x 300 này, chúng ta Add Copy Properties này cho nó nhanh. Đây, dầm 150 x 300. Đấy, B20 rồi. Chúng ta chỉ chỉnh mỗi cái chiều rộng của nó là thành 150 thôi. Ok, chọn cái màu nó khác đi. Ok, ok, ok. Đấy, chúng ta sẽ vẽ đúng không? Thế giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách vẽ. Một là chúng ta sẽ tự động chúng ta đi vẽ, hai là chúng ta copy nó ra, thì chúng ta thay đổi cái tiết diện, thì cái cách nào cũng được cả thôi. Rồi bây giờ tôi copy thằng này chẳng hạn, tôi kích vào cái thằng này, tôi copy xuống 1,5 m. Tại đây các bạn thấy có một cái dầm phụ ở đây, cách cái trục trục này là 1,5 m. Kích vào đây này, chúng ta ấn vào edit này, chúng ta ấn radicate này, được chưa? Bây giờ cái trục copy xuống dưới là trục Y, đúng không? Đây bạn thấy trục Y này, nhưng mà nó đi ngược chiều thì chúng ta phải là âm, đúng không? Thì chúng điền nó lại âm 1,500. Và chúng ta chỉ copy một đối tượng thôi. Ok, ta chọn cái này, đúng không? Chúng ta lại chọn assign, chúng ta frame section. Đấy, chúng ta chọn dầm 150 x 300. Được chưa? Bây giờ bạn muốn hiển thị nó theo màu thì chúng kích vào đây,
section. Ok, đấy, màu nó khác biệt cho nó nhìn cho nó dễ, đúng không? Bây giờ tiếp theo này, bên này có một cái rầm như vậy, đúng không? Ở cuối phòng này có một cái rầm như vậy, cũng đi một số 1,5 m. Copy thôi, hoặc chúng ta ấn Ctrl R là phím tắt của nó, đúng không ạ? Đấy, ok, tốt nhất là chúng ta nên dùng phím tắt. Và cách thay đổi tiết diện rầm thứ hai là kích vào cái rầm này, chuột phải, được chưa? Được chưa? Đấy, thì chúng ta kích đúp vào cái chỗ tiết diện này, chúng ta chọn lại cái rầm này. Ok, ok, đấy, refresh, được chưa? Mỗi lần mà thay đổi thì chúng ta phải ấn refresh để cho nó cập nhật. Tiếp theo này, ở đây nó lại có một cái dầm phụ cầu thang này, 220 x 300, cũng cách 1,5 m đi. Chúng ta copy ba cái này, chúng ta ấn Ctrl R, đúng không ạ? Bây giờ nó đã đi lên chứ không phải đi xuống, thì chúng ta bỏ cái dấu âm đi, 1,500. Ta ấn OK, được chưa? Và chúng ta refresh, vẫn là 220 x 300 nhá. OK, bây giờ tiếp lại có một cái dầm 150 x 300 ở giữa đây nữa, đúng không? Để chúng ta kích vào cái biểu tượng này. Đấy, chúng ta chọn cái dầm là 150 x 300, đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta phải bật cái chế độ bắt điểm lên. Các bạn nhìn thấy này, ở đây chúng ta không bắt được điểm giữa, đúng không? Chúng ta phải bật các cái chế độ bắt điểm này. Đấy, ở đây nó có các cái chế độ bắt điểm này. Đây, end and midpoint, dùng cái chế độ nào bật cái chế độ này lên. Đây, đó, điểm cuối và điểm giữa này, tôi bật lên. Được chưa? Tôi zoom vào để tôi vẽ. Kích vào đây, kích vào đây, được chưa? OK, còn refresh để nó lại hiển thị ra. Bên này cũng thế, đúng không? 150 x 300, bật chế độ bắt điểm rồi thì tự động nó hiện ra cái điểm giữa thôi. OK, refresh nữa. Đấy, bây giờ chúng ta xem là còn cái dầm nào nữa không. OK, thì nó kích vào đây. Bây giờ nó còn một cái, đây là sàn nó đua ra rồi, đây nó còn một cái dầm này nữa, đua ra 700. OK, 700 đi. Giả sử với 700, bây giờ tôi cho quay ra, giả sử cái công trình này 700 nó vào tim, vào tim đi. Được chưa? Đây thực ra nó không phải là tim vào tim, nhưng mà tôi hướng dẫn anh em cho nó nhanh thì đỡ phải trừ đi số lẻ, thì tôi lấy tim nó là ra 700, đúng không ạ? Từ đây ra 700 và 150 x 300. Để tôi kích vào cái dầm này, được chưa? Tôi copy, đã ấn Ctrl R, Ctrl R dùng rất là nhiều, đúng không? Nhưng mà bây giờ copy theo cái chiều là trục X thì chỗ này phải điền là 0, trục X chúng ta điền đây là 700. OK, được chưa? Đấy. Tiếp theo này, bạn thấy ở đây nó bắn ra, cái chỗ này nó bắn ra đây, đúng không? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách bắn này. Thay đổi tiết diện nó đã. Đấy. Assign frame, frame section. Ta chọn dầm 150 x 300. Trong quá trình này tôi dựng hình này thì tôi hướng dẫn anh em luôn các cái phép biến đổi hình ở trong cái sáp này, thì anh em có thể làm công trình thực tế mà chúng ta hiểu luôn cái hướng dẫn sử dụng luôn. Thật sự bây giờ tôi bắn cái dầm 220 x 300 ra cái dầm này thì tôi làm như thế nào, đúng không ạ? Rất đơn giản thôi anh em, làm theo đúng 3 bước sau nhá. Chọn cái dầm cần bắn tới, chọn cái dầm làm dầm đích và chọn cái điểm để của cái dầm mà cần bắn tới. Đây, điểm đích đây, kích vào đây. OK, chúng ta kích vào edit này, đúng không ạ? Chúng ta edit line này, chúng ta chim xten này. Bây giờ đây là xten, chọn xten. OK, được chưa? Nó tự động bắn ra. Tương tự bây giờ tôi bắn cái thằng này ra đây chẳng hạn. Chọn cái dầm này này, chọn cái dầm này, chọn cái điểm đích này, được chưa? Bạn nhớ làm đủ 3 động tác này, sau đó thêm edit này, edit line, chim xten. OK, được chưa? Bây giờ xóa đi thì làm như nào? Xóa thì ví dụ tôi xóa cái đoạn thừa giữa giao hai cái dầm này thì tôi làm như thế nào, đúng không? Đấy, tôi chọn cái thằng này, chọn cái thằng này, đúng không ạ? Rồi chọn một cái điểm là điểm bên ngoài đây, đây là cái dầm chắn nhé, cái dầm chắn. Rồi, chúng ta muốn xóa cái đoạn này đúng không, phải chọn cái điểm mà ở cái bên đoạn mà cần xóa, đấy chưa? Edit, edit line, chim xten, nó rất là phức tạp hơn so với mềm két ở cái điểm đấy. Chúng ta chọn chim, OK, đấy chưa? Hãy tự động nó cắt. Đấy, thì anh em nhớ nhé, chim và xten cũng rất là hay sử dụng nên chúng ta phải nhớ. OK, xong hết các cái dầm phụ chưa ạ? Xong hết rồi. Bây giờ chúng ta làm một động tác gì nữa? Bây giờ bạn phải chia các cái dầm này ra. Tại vì nguyên tắc ấy, khi mà các cái dầm giao với nhau thì ở đấy nó phải là một loop. Đây, ví dụ như hai cái dầm này nó đang giao với nhau nhưng mà nó chạy qua nhau, chứ nó chưa loop ở đây, đúng không? Thì chúng ta làm nào nhanh. Thế bây giờ để đỡ bất công làm từng cái, chúng nó quét tất cả để chúng ta chia luôn một thể, đúng không? Quét hết cho rồi ạ. Đấy, chúng ta kích vào edit, đúng không ạ? Chúng ta kích vào cái biểu tượng là, chúng ta kích vào cái phần edit line, chúng ta kích vào divide frame, được chưa? Thì ở đây có rất là nhiều chế độ chia, có đến tận cả 5 chế độ chia cơ. Thì sau từng trường hợp tôi loại sau. Bây giờ ví dụ chia cái độ, chúng ta chọn đi chế độ chia nào cho hợp lý nhất. Thì bây giờ tôi muốn là cứ hai cái dầm nó giao nhau thì tự động cái chỗ giao nhau nó chia ra, được chưa? Thì tôi chọn cái chế độ chia thứ hai là nó thể hiện cái điều đấy này. Thì nó sẽ chia dựa vào sự giao nhau giữa nút dầm và sàn,
Đấy chưa? Đấy chưa? Cho ok. Bây giờ để kiểm tra xem nó đúng nó chia chưa ấy, thì bạn kích vào cái biểu tượng này này, Object Sync Tool G này, kích vào đây. Đấy, bạn thấy kiểm tra này. Tại vì biểu tượng này thì tự động các cái nút thì nó sẽ tách ra để chúng ta nhìn xem là chúng ta đã đấy, nó rất là chia, rất là đẹp đúng không? Đấy, tự động nó rất là chia này. Đấy chưa? Đấy, không muốn thì tắt đi. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cái động tác gì nữa? Chúng ta sẽ đi vẽ sàn. Thỉnh thoảng bạn ấn xếp vào nhá. Chúng ta sẽ đi vẽ sàn cho cái công trình này. Ok. Bây giờ để vẽ sàn thì chúng ta kích vào cái biểu tượng gì ạ? Ở đây nó có rất là nhiều chế độ để chúng ta vẽ sàn này. Đấy. Thì đây có cái chế độ vẽ sàn tự động dựa trên cái lưới chia này này. Đấy, chung 1 chung 2 ABCD là lưới chia đúng không? Tôi kích vào đây. Chọn sàn 100 này, bạn kích vào đây. Đấy, được chưa? Thì tự động nó hiển thị cái nó nhận cái ô sàn theo cái lưới chia là trục 1, trục 2, trục AB nó tự động thành một cái ô đúng không? Chúng ta kích vào đây, ta kích vào đây, ta kích vào đây. Kích vào đây. Được chưa? Còn cái chỗ nào mà không có lưới thì chúng ta không thể dùng chế độ chia nhanh này được. Thì bây giờ nhìn này chúng ta không thấy sàn nó đâu đúng không? Đấy, chúng ta muốn hiển thị cái màu của cái sàn này, chúng ta phân biệt chỗ nào có sàn và chỗ nào không có sàn, chúng ta làm nào. Kích vào biểu tượng dấu V này, được chưa? Thì bây giờ các bạn muốn hiển thị cái gì, bạn phải tìm đến cái chỗ phần area của nó đây này, được chưa? Area của nó, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ có hai cái chế độ nữa. Một area thì là các cái chế độ về hiển thị nhãn này, về tiết diện của sàn này, đúng không? Về các cái trục tọa độ địa phương của sàn và not in view, tức là không hiển thị cái sàn đấy. Thì chúng ta còn cái chế độ render là hiển thị chung, được chưa? Và chúng ta kích vào cái chế độ fill object rồi. Ok. Đấy, thì cái sàn này tự động nó ở đâu thì nó sẽ được hiển thị cái màu ở đấy. Đấy, và cái màu này là do cái màu chúng ta đặt ở trong cái phần khai báo tiết diện này, section này. Bây giờ nhá, define này, section này, frame section này. À không phải, chúng ta vào cái phần sàn, tôi quên mất ạ. Define này, chúng ta vào cái phần mà chia tiết diện cho sàn, đấy, area section. Đấy, sàn đây, modify ạ. Thì có phải cái màu chúng ta đặt đúng không? Bây giờ chúng ta thấy nó hơi chuối quá thì chúng ta chuyển thành cái màu nó xám xám đi một tí chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy. Đấy, chúng ta đặt thế độ hiển thị màu theo phần khai báo tiết diện mà. Chúng ta ấn refresh ạ. Được chưa? Ok. Còn bây giờ những cái sàn này thì chúng ta vẽ như thế nào? Đây, cái sàn này nó không có các cái lưới để chúng ta chia thì chúng ta vẽ như thế nào? Thì các bạn kích vào cái đây, nó có chế độ vẽ hình tam giác hoặc là vẽ hình chữ nhật này. Đấy, có thể vẽ hình chữ nhật cũng được. Sàn 100. Đấy, chúng ta kích vào điểm chia. Kích vào giữ chuột nhá. Đấy, xong kích điểm thứ hai. Kích vào. Ok, thì nó tự động nó ra thôi. Đấy. Tiếp theo bây giờ là có một cái vấn đề nữa là đây, cái sàn này nó bắn ra 1 mét như thế này để đua ra cái ban công, để chúng ta xử lý như thế nào đây. Thì bây giờ chúng ta phải xác định cái điểm mà nó bắn ra đây đã, đúng không? Thì chúng ta phải vẽ một cái điểm đây, nó có chế độ là vẽ điểm này. Đấy, bây giờ vẽ điểm thì bây giờ nó đi về với trục x là âm 1 mét, đúng không? Đấy, trục x đây thì offset x này chúng ta ghi là âm, tại vì nó ngược chiều trục x thì nó âm 1 mét, được chưa? Nó kích vào cái điểm này. Đấy, nó kích vào cái điểm này. Ok. Nhưng mà khi tôi kích xong rồi tôi không thấy điểm nó đâu cả. Đây, điểm đây, bạn zoom nhỏ lại thì nó mới thấy cái điểm này đúng không? Cái chấm đen xì này này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ sàn. Đây. Hoặc là ví dụ cái sàn này thì sàn thứ hai này là cái sàn hình vẽ hình vuông thôi, còn sàn này có thể vẽ hình thù đa giác, nó nhiều cái hình, được chưa? Đây, hình vuông đi. Kích điểm thứ nhất. Kích điểm thứ hai. Được chưa? Ok. Còn bây giờ sẽ có câu hỏi là thế anh ơi, em không muốn nhìn thấy cái lút nó hiển thị lên này thì em làm nào? Cái này rất là đơn giản thôi, nó là một lệnh ở trong cái phần mềm SAP nhưng mà nhiều người không biết thì cứ để này rất là rối mắt đúng không? Đấy, chúng ta kích vào đây. Ta bỏ cái chế độ invisible này. Ok, đấy tự động nó mất được chưa ạ? Bây giờ chúng ta lại bật cái biểu tượng chia lên. Thì nguyên tắc ấy là cứ có dầm ở trong một cái ô sàn thì cái sàn ấy phải chia ra theo cái dầm đấy. Thì ở đây nó sàn này nó chưa được chia theo cái dầm này, đúng không? Bây giờ chúng ta phải chia ra. Đấy, chúng ta bây giờ làm động tác gì? Nó quét toàn bộ này. Quét toàn bộ cho rồi. Quét toàn bộ. Được chưa? Sau chúng ta kích vào cái biểu tượng là edit. Đấy. Bây giờ chúng ta edit area chia theo lưới đúng không? Chúng ta edit divide area. Được chưa? Thì đây nó lại có một loạt chế độ và một loạt các cái vấn đề kèm theo. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em. Bây giờ chúng ta chia chế độ như nào hợp lý nhất. Nó chia là cứ cái sàn đấy mà trong một cái ô sàn mà có các cái dầm. Đấy, các cái thanh và các cái lút thì tự động cái sàn này sẽ được chia theo cái dầm, cái thanh và cái lút đấy. Được chưa? Đấy, thì đấy mới là cái cách đúng. Thì đây là cái chia thực nhá, còn một cái chia ảo thì tôi sẽ nói ở đằng sau. Đấy, thì bạn chọn chế độ thứ ba này. Đấy, tôi sẽ chia sàn theo cái điểm này,
và cái các cái cạnh ở trên cái sàn đấy. Chúng ta có rất là nhiều cái chế độ ở đây, thì chúng ta chọn cái chế độ cuối cùng, chế độ thứ hai là chia theo các cái cạnh ở trong cái ô sàn. Chúng ta ấn OK. Đấy, thì bây giờ bạn kiểm nghiệm này, bạn bật này lên, đấy, thì tự động nó được chia chưa? OK, rất là hay đúng không? Đấy, tự động nó sẽ được chia. Nhưng mà có một số vấn đề đây ra là ở chỗ này tôi không có dầm mà tự động nó chia ra, bây giờ làm nào tôi gắn lại cái ô sàn này, đúng không? Đấy, hai cái chỗ này không có dầm ở đây mà nữa, nhưng mà nó tự động chia rồi, tôi gắn hai cái sàn này làm nào, kích hai cái sàn đấy. Đó, edit, edit area, mét lại. Được chưa? Thì bây giờ nó hỏi ở đây là bạn có muốn giữ lại cái sàn nào, được chưa? Tức là cái có hai cái sàn 15, có tên là 15 và 16, bây giờ muốn lấy cái nào làm chính thì chúng tôi lấy cái 15 chẳng hạn. OK. Được chưa? Đấy, thì nó sẽ được một cái sàn nó mét lại được như thế này, được chưa? Tôi lại kiểm tra tiếp. Chỗ này tự nhiên là thành 4 ô, chúng ta chọn. Được chưa? Cái này bạn nhớ chúng ta phải chọn những ô sàn chúng ta cần ghép, sau đó chúng ta đừng có chọn thanh, chỉ chọn sàn thôi, edit mét, được chưa? Được chưa? Đấy. Ví dụ chỗ này như thế. Edit mét. OK. Chỗ này như thế. Rất là hay đúng không? OK. Sau khi xong thì chúng ta kiểm tra lại chỗ này như thế, chúng ta gắn hai sàn này vào đi. OK, chúng ta kích vào cái biểu tượng này, chúng ta kiểm tra đã đúng chưa? Đã đủ chưa? OK, thế là đã đúng và đủ đúng không? Rồi, xếp lại. Chúng ta có thể quan sát 3D, chúng ta bật cái chế độ bên quay bên 3D nhá. Bạn nhớ là mỗi một chế độ hiển thị ở các khung nhìn này thì nó khác nhau. Chúng ta đặt cái chế độ hiển thị ở đây thì nó không thể nó không giống ở cái chế độ hiển thị ở bên này được, tại vì mỗi cái chúng ta đặt riêng cho nhau. Còn nếu mà muốn giống ấy, kích vào đây này, bạn kích vào cái chế độ Apply to All Windows, nó sẽ áp dụng cái chế độ hiển thị này cho tất cả các khung nhìn, được chưa? Giả sử bây giờ tôi muốn hiển thị cái thanh Fill Object này. OK, đấy đây chưa? Đấy, bây giờ tôi muốn hiển thị theo màu này, kích vào đây này. Section này, OK này, đấy chưa? Đây thấy theo màu chưa? Rồi, còn nếu Extrusion này được, kích vào đây, Invisible bỏ loot đi, đó chúng ta chọn chế độ Extrusion. Đấy, Extrusion thì nó hơi nặng lên hơn một tí. Xong. Bây giờ vấn đề tiếp theo là chúng ta có cái sàn này, mặt bằng kết cấu này nó giống từ tầng 2 đến tầng 5 đúng không ạ? Bây giờ tôi đặt ra câu hỏi là muốn tôi copy từ đoàn từ cái tầng 2 lên đến tầng 5, đỡ mất công là tôi phải đi ngồi tôi tạo từng tầng được đúng không ạ? Thì OK, hoàn toàn có thể được. Bây giờ làm nhanh thì các bạn phải xóa hết những cái dầm dọc hai bên này đi, kích lên trên này, quét này, đèn này, đấy đúng không ạ? Thì tôi xóa, tôi copy được, copy tất cả, tội gì tôi phải cứ phải lọc ra mất thời gian. Đấy, tôi lên trên tôi xóa đi, tôi lên trên tôi xóa đi, đúng không ạ? Tôi lên trên đấy, cái dầm này dầm mái, bạn có thể quan sát đây, mái thì chúng ta nó sẽ khác đúng không? Đấy, ta kéo xuống dưới. OK, bạn phải quan sát cái code mà chúng ta cần copy nhá. Đây là 20 250 này. OK, xuống dưới. Rồi, bạn quét hết cái tầng này. Chúng ta ấn Ctrl R, radicate rất là sử dụng rất là nhiều. Sau đó bạn quay ra mặt đứng của kiến trúc của cái công trình này này. Đây, chúng ta kéo xuống cái mặt đứng của kiến trúc của công trình. Đấy, thì đây nó có mấy khoảng là 36 rồi ạ. 36 1 2 3 4 đúng không ạ? 4 khoảng 36. Chúng ta sẽ lắp điều kết lên theo tập trục Z là chữ dương đúng không? 3600 và 4 khoảng ở đây, số lượng là 4 cái. OK. Đấy, các bạn sẽ xem kết quả xảy ra. OK ạ. Đấy. Thế bây giờ nó sẽ trùng khít với đúng cái mặt bên trên này, tại vì các cái tầng này nó đang giống nhau mà. Bây giờ chúng ta có thể ấn lên trên cái mũi tên trên này. Đấy, mặt bằng này. OK ạ. Được chưa? Đấy. Bây giờ còn cái tầng, chúng ta xem cái tầng áp mái nó có khác không? Đấy, chúng ta xem cái mặt bằng kiến trúc tầng mái này. Bằng kiến trúc áp mái này, áp mái nó không khác gì cả, chỉ có mỗi cái tầng mái thôi. Chúng ta sẽ xây dựng nốt cái mặt bằng kết cấu cho cái tầng mái này. OK ạ. Mỗi 610. OK. Chúng ta sẽ xây dựng nốt cái kết cấu cho cái, thì chúng ta copy xuống dưới này, xuống dưới của cái tầng ngay kế cận của cái tầng đấy. Đấy, tầng áp mái ấy, hay gọi là tầng tung ấy, để chúng ta copy lên cái tầng mái này. Chúng ta quét toàn bộ cái khu vực này cho rồi ạ. Quét toàn bộ khu vực này đi nhá. Khu vực chúng ta cần copy, chúng ta ấn Ctrl R, chúng ta lên 3m. Chúng ta lên 3m3 và số lượng là chúng ta là 1 thôi. OK. Đấy. Được chưa? Thì tượng nó copy lên cái tầng mái rồi. Chúng ta bây giờ chúng ta vẫn xy cho nó lên trên tầng mái, chúng ta chỉnh sửa. Đấy, chúng ta mở cái mặt bằng kiến trúc, hay là chúng ta dựng cái mặt bằng kết cấu để xem nó có khác gì không. Thì có mỗi cái mái đưa ra là 600, được chưa? Mỗi bên là 600 thôi.
Ok, dầm thì nó vẫn như vậy đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta đua cái máy ra 600 thì chúng ta dùng sử dụng điểm đi. Đấy, bây giờ ngược lại trục x là âm 600. Ok. Bây giờ nó chưa hiện đâu, okay. Các bạn không quan tâm. À đấy, nó hiện rồi. Chúng ta chỉ cần zoom nhỏ phát là nó hiện ra cái điểm. À, chỗ này là 600 đi lên. Ok. Đó. À, chúng ta vẽ thôi. Chúng ta kích vào đây. Vẫn là sàn là 100. Cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai. Ok. Refresh ạ. À, bây giờ bạn thấy chỗ này tự nhiên hai cái dầm nó chia ra đấy nhá. Chỗ này ở bên mà là cái cấu tầng dưới thì nó có cái dầm phụ, chúng ta phải chia là đúng, nhưng mà bây giờ không có đúng không, chúng ta phải lối cái dầm này lại đúng không ạ? Đấy, và toàn bộ bạn nhìn xem cái mặt bằng kết cấu đây nữa, toàn bộ chỗ này nó không có cái dầm phụ đây, chúng ta bỏ đi, chúng ta bỏ hết đi ạ, bỏ hết cái dầm phụ ở đây đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nối các cái dầm này lại đúng không ạ? Nó đang là khác nhau như này, chúng ta kích hai dầm này, edit này, đấy. Edit line cho nó zone frame, tự động nó nối lại đúng không ạ? Nó vẫn có cái điểm nó tồn tại ở đấy nhưng mà thực chất là đã được nối lại rồi. Ok, edit, edit line, zone, được chưa? Chúng ta lần lượt chúng ta đi zone hết các cái vị trí chúng ta muốn lối lại. Ok. Cái này nó chỉ zone được hai dầm với nhau, chúng ta không thể chọn được ba dầm ạ. Ok. Sau đó bạn có thể xóa bớt những cái điểm này đi. Đấy, chúng ta quét đây, chúng ta xóa những cái điểm đi. Đen đi. Ok, thì ra nếu mà chúng ta xóa này chúng ta không thấy thì chúng ta ẩn cái chế độ ẩn điểm đi, invisible đi. Ok, được chưa? Lối hai cái những cái sàn này với nhau. Để cho đỡ nó chạy nhanh hơn thì cái chế độ 3D này các bạn bỏ cái chế độ extrusion đi, đấy. Standard đi cho nó nhanh, được chưa? Đấy. Mét lại. Đấy, các bạn thấy nó nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta bật cái chế độ chia điểm xem là đúng chưa. Ok, được rồi ạ. Bên này chúng ta bỏ cái chế độ xem điểm đi. Invisible, ok, được chưa? Đấy. Bây giờ còn một vấn đề nữa, đó là cái lỗ cầu thang này chúng ta chưa dựng đúng không ạ? Đấy, chúng ta xuống cái tầng 2. Ở đây nó có cái vị trí này là cái lỗ cầu thang này. Thì cách thứ nhất ấy, thì các bạn có thể kích vào cái này, chúng ta xóa cái ô cái sàn này đi, được chưa? Thì coi như đây là một cái lỗ rỗng. Cách thứ hai là chúng ta gắn vào đây là một cái sàn ảo, tức là nó không có tính chất cơ học gì cả, nó chỉ là một sàn ảo thôi. Tại vì sau chúng ta quy cái tải trọng của cầu thang là nhé, nó đi theo một cái giải bản của cầu thang đúng không? Nhưng mà chúng ta quy phân bố đều vào dầm, bốn cái dầm biên xung quanh này, được chưa? Thì chúng ta có thể khai báo là dầm ảo. Thì chúng ta kích vào đấy, kích chân phải vào, kích vào cái lỗ cầu thang ở chân phải đúng không ạ? Chúng ta kích đúp vào đây, chúng ta chọn cái kiểu lăn này, thì đấy nó tự động nó về là sàn ảo. Ok, refresh ạ. Đấy, nó sẽ đen xì này. Ok, tương tự các cái tầng trên đây nhé, chúng ta phải là chọn cái sàn chọn cái lỗ cầu thang này là lăn đã, sau đó chúng ta phải copy, nhưng mà đây tôi đã lỡ copy rồi thì chúng ta có thể mất công một chút để chúng ta làm lại, được chưa? Ok, không sao cả, nó sẽ rất nhanh thôi, nó chỉ có mấy tầng thôi. Đấy, thì các bạn phải lưu ý là cái đặc điểm là những cái gì giống nhau thì chúng ta phải làm trước hết đi, thì sau đỡ mất công thì chúng ta phải đi chỉnh sửa từng cái một. Đối với công trình và nhà cao tầng thì nếu mà chỉnh này rất mất thời gian. Ok, refresh rồi, lên trên ạ. Đấy, may công trình này nó chỉ có ít tầng thôi. Rồi, và bước cuối cùng trong cái khâu dựng hình này, chúng ta đi gắn liên kết cho các cái liên kết ngàm dưới chân cột này đúng không ạ? Dưới đây. Ok ạ. Ta xuống dưới đi ạ. Thì đây là các cái chân cột, thì đáng nhẽ thường là người ta đào liên kết ngàm phải gắn ở cái mặt gọi là mặt móng đúng không ạ? Thì thường là cái công trình nhà dân thì người ta đào xuống cái 1,5 m đúng không, 1 m đến 1,5 m, sau đó người ta với làm mặt móng ở đây đúng không? Đấy, thì đáng nhẽ là chúng ta phải làm thêm một cái cốt xuống ở 1,5 m là cái cốt giả định đi, đấy là mặt móng đấy, thì chúng ta gắn liên kết ngàm đấy, đấy chưa? Đấy, cách thứ hai là tôi giả định luôn là liên kết ngàm nó ở mặt
cốt nền 00, thì đây chính là cái cốt nền 00 mà, đúng không ạ? Đấy, thì tôi chọn cái cách hai. Còn nếu mà chuẩn thì các bạn phải làm đúng là cái liên kết ngàm giữa cột và móng thì nó phải ở mặt móng, được chưa? Đấy, các bạn hiểu cái yếu tố đấy là được cho tôi là được. Họ sai rồi tôi. Vào zone, đúng không ạ? Vào reach chain. Đấy, chúng ta chọn liên kết ngàm đây. Ok. Đấy, nó sẽ hiện lên đầy đủ như thế này. Chúng ta kích vào đây. Chúng ta bỏ cái chế độ in này, tắt cái nút đi. Ok, đấy, thì tôi đã dựng xong được một cái công trình nhà phố như thế này, đúng theo cái bản vẽ PDF, là phối cảnh kết cấu, hay gọi là các cái sơ đồ kết cấu ạ, để chúng ta chuẩn bị tính toán phân tích nội lực. Và còn một lưu ý nhỏ nữa đối với anh em, đó là trước khi kết thúc bài học, là ở hôm trước ấy thì tôi chưa chỉnh cái lưới trục, đúng không? Tôi đang để nguyên cái lưới trục nó thô sơ, nên nếu mà anh em nào mà cứ như theo bài học 1 mà dựng ấy thì nó sẽ bị lệch cái số tầng ở đây, đúng không? Copy 36, tại vì hôm trước tôi chưa chỉnh gì. Thì để chỉnh ấy thì anh em phải ấn chuột phải là Edit Grid Data này. Tức là chúng ta chỉnh cái lưới trục này trước khi chúng ta dựng các cái cấu kiện kết cấu này nhá. Đấy, sau đó chúng ta ấn modify này. Đấy, thì các bạn để với chế độ là space này để cho nó quan sát nó dễ, chế độ theo quan sát theo spacing là khoảng cách giữa các cái lưới trục. Đấy, thì các bạn chỉnh lại các cái khoảng cách giữa các lưới trục theo cái file PDF ở đây, đúng không ạ? Đấy, đây chúng ta chỉnh lại, thấy chưa? Kể cả chiều cao tầng chúng ta chỉnh lại, được chưa? Thế đây có khoảng cách lưới trục theo x này, theo y này, theo z này là chiều cao tầng này, được chưa? Sau đó chúng ta mới bắt đầu là chúng ta đi khai báo các cái cấu kiện kết cấu này, dựng hình này, được chưa? Thì đến đây tôi xin kết thúc cái bài học số 2 ở đây. Thì hy vọng các bạn có thể thực hành, mở cái file PDF ra và thực hành. Thì tôi không hy vọng gì hơn là các bạn ấy thường xuyên luyện tập và dành ra 30 phút một ngày để làm cái bài tập này, để cho chương trình của chúng ta nó có ý nghĩa hơn. Đó, thì nếu bạn thấy hay thì hãy like và share cái bài học này. Xin chào và hẹn lại gặp lại các bạn ở những cái bài học tiếp theo. Nếu mà các bạn chưa đăng ký thì hãy ngay vào ngay cái website đó là sap2000box.com, đăng ký hộp thoại này để tôi sẽ gửi cho các bạn liên tục các cái bài học khác. Xin chào.